Các bạn coi sứ của ba mình trồng nè, bông đẹp hết hồn không, nguyên đùm này luôn nè. Ừ, đâu có cái mười mấy bông à. Nè, có cái bông này cũng đẹp lắm nè, giống như bông hồng vậy đó. Sứ mà bông như bông hồng, sứ Thái các bạn, sứ này sứ Thái. Tại ba mình bón phân á, như nó ra bông dữ lắm. Chứ nhiều người trồng không bón phân á, không có bông. Khiêng lên trên nhà trên hả? Cái đó bà uống nó hay gì vậy? Cho nó thành kiểu thành tạng hả? Ủa cây này trồng lâu chưa mà thấy cái bầu nó bự dữ. Này của thầy Đông cho nè. Đông phải đi. Lúc cho là nó bự hả? Lúc cho nó nhỏ hơn cái ở bự hơn nhưng nó có đó. Nay giật năm thì năm. Giật năm. Ba bịch nói cái này là để làm gì vậy? Thấy ghép, ghép nè. Ghép xứ này qua xứ khác cho nè. Nè, nè, nè. Để cho nói nha. Cái cây này là cây cây bông nguyên thủy của nó. Dạ. Nha. Cái mình ghép là thành màu khác không? À, ghép này vô một thứ nè, hai thứ nè. Ồ, hàng chi cây này em thấy vừa đỏ vừa hồng mà vừa vàng nữa nè. Rồi. Nè các bạn, nguyên chùm luôn nè. Ba loại. Dữ dằn á. Bây giờ cây sẽ ghép tiếp tục thêm một cái bông nữa là bông hồng. Bông hồng. Là sứ bông hồng phải không? Giống như cây nãy phải không? Cây khác. Nè. Tức là cây này nó sẽ là 1 2 3 4 loại. Cái loại này khác nè, loại này giống loại này không? Khác, cái này là bông cây cánh đơn, còn này là cánh chùm. Nữa là ba ghép ra bên đây luôn hả? Ghép là nè, cái cánh nè. Trời trời. Cái chậu bông sứ này nó đâu gần 7 màu luôn các bạn. Chuẩn bị ghép thêm màu này nữa nè. Dạ. Đó ghép nữa đó hả? Quá đẹp ha, cái bông này đẹp dữ à. Hai loại. Nhìn đứng xa nhìn giống như bông hồng. Ừ, như bông hồng ha. Đây, cây này hai loại hả? Hai loại. Là bông này khác nè, bông này khác nè. Hai loại. Có điểm đỏ. Hai hồng, phớt trắng. Đẹp quá. Cực kỳ đẹp. Cái cây của ba là bốn màu luôn đó. Đây con thiên nha, ra đây. Cái mối ghép thành công rồi các bạn. Nè, mối ghép thành công nó sẽ gì nè. Đó, có nhúm gì đó. Sẽ gãy, người ta đi qua đi lại gãy ha. Tổng cộng cái cây này là ba mình ghép là một màu nè, hai màu nè, ba màu, thêm màu này nữa là bốn màu. Nó ghép giờ nó có bông rồi đó hả? Bông nó nhìn cái màu đẹp dữ rồi. Ghép này nè. Cái mắt ghép thôi mà. Màu đỏ tươi chị ha. Tươi rối. Ghép mới có gần tuần chứ nhỉ. Nha, bữa con quay con thấy chưa có bông. Đây là cái chỗ ương hạt của sứ. Mấy cây còn nha, hạt của sứ nè. Nguyên hạt. Ương hạt. Xong rồi lên, đây là cây lớn nè, lên chậu. Sắp sửa ba mình sẽ làm một cái mô hình sứ bonsai. Sứ bonsai có nghĩa là tạo hình, tạo dáng cho sứ. Đó giờ chưa thấy ai làm sứ bonsai. Là uống nè, ba mình uống nè. Uống nó ra kiểu công công, lạ mắt. Đây, còn cái cây này là cây ba cây chừng một. Mấy cái mắt này là đã cắt da hết rồi, là để băng lại để cho nó liền da lại với nhau, là ba cây ba màu khác nhau. Đây,
con cây này có uống sâm, cây này là uống tàn. Uống tàn đó. Mô hình sứ bonsai nè. Nó ra kiểu cho bạn coi cây cái gốc sứ này đẹp lắm nè. Gốc sứ nè. À, còn nhỏ mà đẹp không? Cái này là ghép xong rồi nè. Đó, ghép xong rồi đó. Gỡ bao rồi. Còn mấy này là chưa xong. Hai chưa tầng có bông. Bây giờ có bông rồi. Đỏ biết. Này là bông màu hồng. Màu hồng, màu đỏ. Màu vàng nữa. Chơi cái màu trắng đây nữa. Ra trời dính hè, dễ dính ha. Ra trời cách ghép. Cái cánh ở ngoài nó có màu đậm sậm hơn. Cánh ngoài thì nó đỏ đậm. Quá thằng nguyên đùm bông nhìn nó đỏ vậy mắt ham. Nó có điểm trắng ở đây. Điểm trắng hồng. Nó vừa đỏ vừa trắng. Vàng không đẹp lắm ha. Còn màu trắng, mà có ghép màu trắng không? Giờ này bông màu trắng nè. Nhìn màu trắng. Nhìn màu trắng thấy nó đơn giản. Nhìn nó không đẹp không? Nó cũng đẹp. Nó đẹp duyên. Bông sứ màu trắng. Thường thường là mấy cái sứ ấy của người ta là màu trắng mà. Sứ này sứ hồng. Sứ cùi đó. Đó cái thứ cao cao không? Cùi đó là bông gì thấy không? Thấy rồi, thấy. Cái đó là mùi hoa sứ nhà nàng đó. Đây là cái hoa sứ, đây là cái hoa sứ nguyên thủy của nó nè. Mùi hoa sứ nhà nàng. Đó, cái bông nguyên thủy của nó nè. Màu trong, màu vàng, màu trắng. Thơm lắm. Bông sứ này thơm, rất là thơm. Mà cây sứ này là cây sứ cao mà nó không có bầu như cây sứ nãy mình quay. Còn cây này ba chồng đúng không vậy? À. Cây xương rồng. Nhìn như đồ mũ vậy. Lưỡi rồng. Cây lưỡi rồng. Chà mi hả? Đẹp lắm, bông nó như bông hồng vậy. Thế chà mi này có trái không hả? Có bông hả? Bông đẹp lắm. Bông như bông hồng. Nó rụng rồi. Như bông hồng. Nó có mùa hay là nó bông như bông hồng? Dù mà tại vì nó đẹp như tóc. Cái bông đó hả? Bông, sắp có bông. Sắp có bông. Nữa có bông. Trái ổi. Trái ổi nè các bạn. Tèo héo nhỏ xíu. Ngọt hơn.
lá người ta chở lại mua ớt. Ngon quá. Cái đó cái gì? Cái hạnh hả? Cái hạnh lá thì ngon à? Cái gì hả? Ngộ à. Hạnh gì? Sao nó màu ngộ à? Bạn coi cái hạnh lá ngộ nè. Trắng trắng xanh xanh. Có trái chưa? Bên hồng có trái chưa? Bẻ hết nè. Trái đẹp lắm. Trái không sọc vậy? Trái ra sọc sọc. Đúng là có trái quay, có trái quay thử. Lá ngộ chiếc nè, chiếc nhánh nè. Bên kia bên kia cũng có cây bự lắm. Thì ăn nó cũng chua chua giống mình, giống hạnh mình. Ngộ ha. Lâu lâu về thấy toàn cây lạ. Cây suy có một trái nhỏ. Cây suy kiểm không? Mỗi cây có một trái vậy đó. Ăn được không ba? Cây sư kiển. Có một trái vậy đó. Để luôn. Ăn thử. Chiều mà đám hả ba? Ăn nó ngon, cũng ngon bằng sư kiển mình. Cái lá gì vậy? Sao ba buộc nó ngọt. Coi cái ổi này, trái sát đất nè. Trái đụng đất nè. Mấy ổi này ngon lắm bạn ơi, giòn nó ngon lắm. Ngọt ngọt giòn.